Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 220 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, những tâm lực tu hành giả kia dùng ý niệm để truyền bá, tin tức rất nhanh đã truyền ra khắp toàn bộ dịch ba giới, đồng thời còn truyền bá ra khắp các nơi trong cương vực vô tận. Tiên nhất đạo quân trước đó đã có rất nhiều đạo quân muốn bắt hắn, dò xét tin tức có liên quan tới dịch ba giới, cho nên phần lớn đều biết tới tình báo của hắn. Tiên nhất đạo quân này phương diện công kích yếu đuối, thế nhưng phương diện phòng ngự lại rất mạnh, trước đó dưới sự đuổi giết của Trần Vũ Ma Quân mà cũng có thể chống cự được. Từ đó có thể thấy được lực phòng ngự của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Hiện tại lại trở thành vĩnh hằng đế quân, thủy hành bất tử thân sẽ đạt tới cảnh giới vĩnh hằng. Như vậy người khác còn chịu được hay sao đây? Ở bên trong một khu vực xa xôi trong Ngô Tinh Hải, nơi này có từng tên cổ tu hành giả cường đại sinh hoạt. Cổ tu hành giả nhất tộc sinh hoạt ở nơi này, chuyện này luôn là một câu đố. Số người biết cực ít, cho dù là đã từng tiến vào hang ổ của cổ tu hành giả nhất tộc thì cũng không thể nói rõ được vị trí chính xác. Bên trên vương tọa cổ xưa, một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, tay nắm một cái quyền trượng đang ngồi ở đó. Ở hai bên phía dưới nàng có từng tên cổ tu hành giả đang ngồi, tất cả đều là vĩnh hằng đế quân. Ở giữa trung tâm đại sảnh của cung điện này lại có một hình ảnh lơ lửng. Ở trên hình ảnh hiện lên tình cảnh ở bên trong dịch ba giới. Không nghĩ tới người trở thành vĩnh hằng đế quân lại là thiên nhất đạo quân này. Thực lực của hắn không tính là quá mạnh, thế nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng lại rất lợi hại. Về sau, có lẽ cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta cũng nên qua lại với tên thiên nhất đế quân này. Có thể hợp đạo thành công cũng khó mà có được. Cả đám cổ tu hành giả cảnh giới vĩnh hằng đế quân không khỏi tán dương, mà Minh Lan chúa tể đang ngồi trên vương tọa chí cao vô thượng lại bình tĩnh mở miệng nói. Xuất hiện một tên thiên nhất đế quân chẳng qua chỉ là việc nhỏ thôi. Thực lực của hắn không tính là quá mạnh. Đối với thế cục của toàn bộ cương vực vô tận, căn bản không có ảnh hưởng gì quá lớn cả. Dịch ba giới lần này đã khiến cho ta từ trong tối tăm sinh ra cảm ứng. Tuyệt đối sao có chuyện so với việc thiên nhất đế quân trở thành vĩnh hằng đế quân còn lớn hơn rất nhiều. Sao? Chuyện lớn ư? Cả đám cổ tu hành giả cảnh giới vĩnh hằng đế quân đều có chút kinh ngạc. Thực lực các ngươi còn yếu, còn chưa cảm ứng đến được. Minh Lan chú thể nói. Bí mật ở bên trong dịch ba giới tuyệt đối không phải là chuyện đùa đâu. Đây cũng là chuyện mà ta men theo nhân quả để cảm ứng mà ra, cho nên ta mới xem xét toàn bộ động tĩnh ở bên trong dịch ba giới. Bởi vì có dịch ba đại trận, cho nên các vĩnh hằng đế quân khác căn bản không có cách nào dò xét được tình cảnh ở bên trong một cách kỹ càng. Thế nhưng Minh Lan chúa tể lại làm được việc đó. Đương nhiên Phong Vũ chúa tể, Mang Nha chúa tể cũng làm được như vậy. Bên trong thánh địa Phong Vũ quốc độ của sinh mệnh đặc thù nhất tộc, mưa phùn bồng bềnh, nơi này là Phong Vũ thế giới. Nơi này có rừng rậm, có suối nước, có dòng sông, xa hoa vô cùng. Sao? Cái gì? Trong một cánh rừng rậm vô cùng khổng lồ, vô số lá cây trong rừng rậm hiện ra một cái khuôn mặt cực lớn. Nó chính là sinh mệnh đặc thù, thân thể của nó rất khổng lồ, hầu như chiếm lĩnh hơn phân nửa Phong Vũ quốc độ. Ở giữa không trung phía trước khuôn mặt này hiện ra một cảnh tượng. Đó chính là hình ảnh ở bên trong dịch ba giới. Xuất hiện một tên vĩnh hằng đế quân ư? Tên này gọi là thiên nhất đạo quân. Chỉ là cho dù đột phá trở thành vĩnh hằng đế quân thì cũng không làm ảnh hưởng được tới toàn bộ thế cục trong cương vực vô tận, càng không có khả năng khiến cho ta sinh ra cảm ứng. Phong Vũ chúa tể quan sát phía xa xa nói. Dịch ba, rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì? Rốt cuộc bên trong dịch ba giới có dấu bí mật gì đây? Đạo minh nội tình sâu đậm, hai vị thủ lĩnh của đạo minh cũng coi như có mạng lưới quan hệ rất lớn, thế nhưng vẫn không rộng lớn bằng dịch ba đế quân. Phong Vũ chúa tể, Mang Nha chúa tể, Minh Lan chúa tể, thực lực của bọn hắn so với dịch ba đế quân còn cường đại hơn. Thế nhưng nếu muốn xuyên qua hắc ám vô tận đi tới một nơi khác cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng dịch ba đế quân lại có thể nhẹ nhõm tiến về bất cứ một nơi nào đó. Có thể nói ở bên trong các vĩnh hằng đế quân đi ra ngoài cương vực vô tận, người có sức ảnh hưởng lớn nhất chính là dịch ba đế quân. Dịch ba giới. Lại nói Lam Hạo chúa tể dưỡng thương ngủ say ở trong cương vực vô tận rất lâu đã tỉnh lại, cùng với Mang Nhai quốc chúa tể
cũng đều chú ý tới tình huống của dịch ba giới. Dịch ba giới cũng khiến cho hai người bọn họ từ trong tối tăm sinh ra cảm ứng, biết rõ chỗ đó có bí mật rất lớn có liên quan tới bọn họ. Toàn bộ cương vực vô tận, ba đại chúa tể và năm hạ chúa tể từ bên ngoài đến, cùng với một ít đế quân thực lực cực kỳ cường đại cổ xưa, phần lớn đều sinh ra cảm ứng, cho nên lúc này mới khiến cho bọn hắn lo lắng chú ý về dịch ba giới như thế. Đám người Kỷ Linh và các đạo quân đều chú ý tới một chuyện: Thiên Nhất đạo quân hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng đế quân. Tiêu Dao vĩnh cửu. Kỷ Linh nhìn Thiên Nhất đế quân, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Nếu như không có chuyện cửu trần, có lẽ Kỷ Linh sẽ vì vậy mà rất vui mừng. Thế nhưng giờ phút này Kỷ Linh lại có phẫn nộ đang đè nén tâm tư. Nếu như quả thật Thiên Nhất đại ca dùng động minh ngọc phù để cho hắn và Kiều Trần ngây ngốc ở bên ngoài chống đỡ, hắn ở bên ngoài liều mạng thì thôi đi, thế nhưng Kiều Trần và Thiên Nhất đại ca căn bản không có giao tình gì, mà Thiên Nhất đại ca để cho Kiều Trần ở bên ngoài liều chết vì mình, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Rõ ràng đã nói rồi, không ngăn cản nổi thì sẽ giao ra động minh ngọc phù, thế nhưng cuối cùng thì sao đây? Hắn đã sớm muốn hỏi Thiên Nhất, thế nhưng Thiên Nhất bởi vì hợp đạo cho nên hắn phải toàn lực ứng phó, ngay cả pháp thân cũng bế quan đắm chìm vào trong hợp đạo, cho nên không thể hỏi được. Bác Minh, Thiên Nhất đế quân muốn giải thích, Tiểu Thánh lại quát lên: Thiên Nhất đế quân, người nói người dùng động minh ngọc phù không phải là cố ý giúp Bác Minh và Kiều Trần đấy chứ? Thật sự hắn vẫn còn ôm hoài nghi. Hắn thấy Kỷ Linh và Kiều Trần đều mạnh hơn Thiên Nhất đạo quân rất nhiều, chẳng lẽ cuối cùng lại để động minh ngọc phù cho Thiên Nhất đạo quân luyện hóa hay sao? Kỷ Linh và Kiều Trần liều mạng như thế để làm cái gì đây? Có phải là Thiên Nhất đế quân cố ý nói láo, lừa bịp cho qua hay không đây? Đúng, ta đã dùng. Thiên Nhất đế quân nói: Không phải là ta giúp bọn hắn, mà là bọn hắn đang giúp ta. Ta lấy sinh mạng ra để thề, ta đã dùng động minh ngọc phù, đồng thời còn mượn cơ hội này để hợp đạo thành công. Nếu như vi phạm lời thề, ta sẽ lập tức hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt mà chết đi. Thiên Nhất đế quân trực tiếp cao giọng nói. Tiểu Thánh thấy thế khẽ lắc đầu, đối phương cũng là lập thệ ngôn bản mạng, không phải là giả. Đánh đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Tiểu Thánh khẽ lắc đầu nói. Không phải còn có ba miếng cuối cùng hay sao? Lê Tinh cung chủ cũng nói. Bỗng nhiên trên bầu trời bắt đầu lần lượt ngưng tụ ra từng bóng người, bất luận một đạo quân nào ở trong mọi nơi trong dịch ba giới đều có thể nhìn thấy được. Ở trên đầu mình đột nhiên xuất hiện một bóng người, là một nam tử mặc áo bào màu trắng nguy nga vô cùng, chính là Giới Linh Bồ La kia. Giới Linh Bồ La quan sát phía dưới, ánh mắt vào rơi trên người Thiên Nhất đế quân mà miệng nói: Thiên Nhất đế quân, chủ nhân của ta từng có mệnh lệnh cấm vĩnh hằng đế quân tự tiện xông vào, lấy lực phá pháp để phá hỏng dịch ba đại trận. Bất quá người vốn vẻn vẹn chỉ là đạo quân, lại mượn động minh ngọc phù để hợp đạo, như vậy cũng không tính là vi phạm quy củ. Bất quá ngươi phải lập tức rời khỏi dịch ba giới, ta có thể mở ra một thông đạo đưa ngươi rời khỏi nơi này. Giới Linh Bồ La, xin cho ta thêm thời gian nửa ngày. Thiên Nhất đế quân ngẩng đầu cao giọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không phá hỏng bất luận một trận pháp nào trong dịch ba giới đâu. Hắn biết nhất định mình phải giải thích cho Kỷ Linh nghe, nếu không huynh đệ hai người mặc dù không đến mức trở mặt thành thù, thế nhưng chỉ sợ tình cảm sẽ không lớn bằng trước kia được nữa. Được, ngươi chỉ có nửa ngày mà thôi. Giới Linh Bồ La đồng ý. Bây giờ đạo quân ở bên trong dịch ba giới có rất nhiều, mà cơ hồ mỗi một người đều là biên giới hợp đạo, chuyện thử hợp đạo cũng là rất bình thường. Nếu như là vĩnh hằng đế quân ở bên ngoài dám can đảm tự tiện xông vào, như vậy tuyệt đối sẽ gặp phải Giới Linh Bồ La phản kích. Chủ nhân dịch ba đế quân của hắn đã sớm sắp xếp rất nhiều thủ đoạn. Nếu như đạo quân ở bên trong đột phá, như vậy Giới Linh Bồ La còn sẽ chúc mừng đối phương. Sao? Động minh ngọc phù bị Thiên Nhất đạo quân dùng hết rồi ư? Không phải là Thiên Nhất đạo quân, người ta bây giờ là Thiên Nhất đế quân rồi. Như vậy Kiều Trần và Bắc Minh kia một đường chém giết, không ngờ lại tiện nghi cho Thiên Nhất kia hay sao? Vô số đạo quân xôn xao bàn tán. Kiều Trần và Bắc Minh cũng là đạo quân đỉnh phong mà lại giết lùi từng đội ngũ chạy tới chặn đánh, khiến cho Tuế Mộng giáo chủ, Sửu Vương cũng phải mất mạng. Bất kỳ một người nào trong hai người bọn hắn đạt được động minh ngọc phù, như vô số các đạo quân trong dịch ba giới cũng coi như tâm phục khẩu phục. Ai ngờ cuối cùng lại bị Thiên Nhất đạo quân chiếm được. Thiên Nhất đạo quân này thực sự rất may mắn, lại kết làm huynh đệ sinh tử với Bắc Minh đạo quân. Lần này Bắc Minh đạo quân lại giúp hắn có được động minh ngọc phù.
vận khí rất là tốt. Cả đám đạo quân khẽ than thở, bọn hắn hâm mộ bởi vì dùng thực lực của Thiên Nhất đạo quân, bây giờ thành Vĩnh Hằng đế quân, nhất định sẽ sống cực kỳ lâu dài, ít nhất bất kỳ một đạo quân nào cũng không thể uy hiếp được hắn nữa. Bên trên bầu trời, sau khi Giới Linh Bồ La nói xong với Thiên Nhất đế quân, hắn lại nói tiếp: tranh đoạt hai miếng động minh ngọc phù trước kia đã kết thúc rồi, hiện tại là ba miếng cuối cùng. Bên trong dịch ma giới, vô số đạo quân đều lập tức cẩn thận lắng nghe. Ba miếng cuối cùng ở ngay bên trong thập trọng cảnh của dịch ma giới này. Giới Linh Bồ La quan sát phía dưới rồi nói: đoán chừng đến nay còn chưa có ai có thể tìm được thập trọng cảnh. Đúng vậy, mỗi một người đều không khỏi gật đầu. Dịch ma giới có thập trọng cảnh, đó là chuyện mà dịch ma đế quân còn sống đã truyền lưu ra bên ngoài. Thế nhưng quả thực cũng chưa từng có ai đi đến thập trọng cảnh. Thập trọng cảnh đang ở đó. Giới Linh Bồ La chỉ về một phương hướng ở xa xa. Chỗ xa xa có một sơn mạch đang ầm ầm rung chuyển. Khi sơn mạch bắt đầu vỡ ra thì đồng thời có một quái vật khổng lồ chậm rãi từ sâu bên trong sơn mạch bay ra ngoài. Một cỗ uy áp khiến cho người ta run sợ cũng bên trong quái vật khổng lồ kia truyền ra. Cỗ uy áp này quá mạnh mẽ, toàn bộ các đạo quân ở bên trong dịch ba giới kia đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Mặc dù là những người có khoảng cách xa xôi kia, dưới ảnh hưởng của trận pháp cũng không nhìn thấy rõ, thế nhưng tất cả lại đều có thể cảm ứng được, giống như có một nhân vật đáng sợ nào đó ngủ say đang chậm rãi thức tỉnh, mà uy áp kia đã bắt đầu lan tràn. Thật là đáng sợ. Kỳ Linh cũng không kịp nói vài câu với Thiên Nhất, hắn cũng cảm nhận được cỗ uy áp này từ phía xa xa truyền tới. Bên trên bầu trời, Giới Linh Bồ La cũng nhìn về phía xa. Quái vật khổng lồ ở phía xa xa chậm rãi bay lên, rốt cục cũng đã hiện ra tất cả. Đây là một tòa thần điện cổ xưa, toàn thân là màu đen và màu vàng pha tạp lẫn nhau, lẫn lộn và hỗn tạp. Chỉ cần nhìn ngôi thần điện này cũng đã có thể cảm giác được già nua và xa xưa vô tận. Thập trọng cánh chính là tòa thần điện cổ xưa kia. Giới Linh Bồ La nói: ngôi thần điện này tên là Xích Ba Điện. Thập trọng cánh là Xích Ba Điện. Ba miếng động minh ngọc phủ cuối cùng ở ngay bên trong Xích Ba Điện. Cũng trong lúc đó, Mang Nhai Chúa Tể và Lam Hạ Chúa Tể ngồi đối diện với nhau đều khiếp sợ đứng lên, lập tức nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang hiện ra ở trên không trung trước mặt. Trong hình ảnh hiện ra một tòa thần điện già nua, trên cửa thần điện có ba văn tự cổ xưa. Văn tự kia vô cùng phức tạp và khó lường, rất là tương tự với Huyễn Trần văn tự Thanh Hoa ấn ký. Ba văn tự này là ba chữ Xích Ba Điện. Sao? Xích Ba Điện ư? Mang Nhai Chúa Tể, Lam Hạ Chúa Tể nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ rung động. Là Xích Ba Điện trong truyền thuyết ư? Lam Hạ Chúa Tể lẩm bẩm nói. Xích Ba Điện trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện ở trong vực giới của các ngươi. Không ngờ Dịch Ba đế quân này lại để cho Xích Ba Điện di chuyển vào trong dịch ba giới của hắn ta ư? Lại là Xích Ba Điện sao? Mang Nhai Chúa Tể cũng rung động. Sao? Là Xích Ba Điện ư? Trong lúc đó, Minh Lan Chúa Tể từ bên trên vương tọa đứng lên, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang mịt mờ. Là Xích Ba Điện ư? Mà những cổ tu hành giả Vĩnh Hằng đế quân kia thì có chút nghi hoặc lên tiếng. Cái gì là Xích Ba Điện vậy? Chúa Tể, Xích Ba Điện kia là cái gì vậy? Bọn hắn đều có chút nghi hoặc. Minh Lan Chúa Tể lại nhìn chằm chằm vào Xích Ba Điện, nhẹ giọng nói. Ta, Mang Nhai, Phong Vũ, tất cả bảo vật của ba đại chúa tể chúng ta cộng lại cũng không bằng một tòa Xích Ba Điện này. Dịch Ba Đế Quân, ghê gớm, thật là ghê gớm mà. Sao? Là Xích Ba Điện trong truyền thuyết hay sao? Cũng trong lúc đó, gương mặt hiện ra từ vô số lá cây trong rừng rậm to lớn cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Xích Ba Điện, không ngờ lại trực tiếp được nã di tới vô tận cương vực chúng ta sao? Hảo, hảo thủ đoạn, lợi hại, lợi hại. Trong đạo minh, dị tộc tóc vàng hói đầu và lão giả áo đen tóc đen cũng giật mình. Bọn hắn nhìn tấm gương đang lơ lửng ở trước mặt, nhìn chăm chăm vào tòa thần điện cổ xưa đang hiện ra kia. Xích Ba Điện từ lúc nào đã bị Dịch Ba kia chiếm được vậy? Hơn nữa hắn ta lại còn lặng lẽ không một tiếng động na di nó đến bên trong Dịch Ba giới ư? Nếu như không phải hắn chủ động bạo lộ, như vậy một người trong số chúng ta cũng còn không biết được. Thật là đại thủ bút mà. Bất quá, bên trong Dịch Ba giới, mấy người Kỳ Linh cùng với vô số đạo quân đều nhìn về phía phương hướng Dịch Ba Điện thập trọng cảnh. Tất cả bọn hắn đều đang mong đợi ba miếng động minh ngọc phù. Mà đối với Xích Ba Điện này, bọn hắn căn bản không biết ba chữ kia
có ý vị như thế nào. Chủ nhân của ta sông sáo ở trong hắc ám vô tận, mà xích ba điện này chính là thu hoạch lớn nhất mà chủ nhân trải qua vô số nguy hiểm mới có được. Giới linh bồ la quan sát phía dưới, âm thanh quanh quẩn ở mỗi một góc ngách trong dịch ba giới. Vô tận cương vực là quê hương của chủ nhân, đưa xích ba điện đến vô tận cương vực cũng là chủ nhân muốn cống hiến cho quê hương của mình. Giới linh bồ la vô cùng kiêu ngạo, hắn nói lời này cũng là nói với cao tầng của sáu đại thế lực, bởi vì quả thực dịch ba đế quân đã đem thu hoạch lớn nhất của mình, cũng chính là xích ba điện cống hiến ra ngoài. Ba miếng động minh ngọc phù cuối cùng đang ở trong ngay xích ba điện này, sau khi đạt tới đạo quân đỉnh phong tiến vào thì mới còn có hy vọng còn sống mà đi ra. Giới linh bồ la quan sát vô số đạo quân ở phía dưới, nhếch miệng khẽ mỉm cười nói. Hàng ngàn đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không trung dịch ba giới, lúc này cũng đồng thời tiêu tán. Đi đi xích ba điện đi, giới linh đã nói rồi, đạo quân đỉnh phong tiến vào xích ba điện thì mới có cơ hội còn sống đi ra, mà thực lực của chúng ta kém một chút, đi mau, nếu chậm chỉ sợ sẽ phải chết không thể nghi ngờ đâu. Không nhìn tới, nhìn thì ta cũng không cam lòng, hơn nữa mọi chuyện đều có một đường sinh cơ, nói không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội. Coi như là không đi vào, đứng ở bên ngoài xích ba điện có lẽ cũng có cơ hội đấy. Mặc dù giới linh bồ la đã nói vô cùng rõ ràng, thế nhưng vẫn có vô số đạo quân tiến về trước xích ba điện như trước. Đương nhiên các đạo quân đỉnh phong thì không chút do dự mà đi tới. Sao, có cùng tiến về xích ba điện hay không? Tiểu Thánh nói. Cùng một chỗ à? Từ nơi này đến xích ba điện cũng xa xôi, trên đường đi cũng có rất nhiều phiền toái, liên thủ thì tốc độ tiến lên cũng sẽ càng nhanh. Lê Tinh công chủ tán thành ý kiến này. Ta không có vấn đề, Đại Mạc, ngươi thì sao? Kỳ Linh nhìn về phía Đại Mạc đạo quân. Đại Mạc đạo quân cười cười. Ta chỉ là một pháp thân, đã sớm có chuẩn bị để chết đi rồi. Đã như vậy, đương nhiên phải đi xích ba điện nhìn một cái rồi. Xuất phát thôi. Tiểu Thánh mỉm cười. Đương nhiên, hắn cũng đã sớm nghe nói tới đại danh của Đại Mạc đạo quân. Thế nhưng, có một cái pháp thân của Đại Mạc đạo quân cùng đi cũng có trợ giúp rất nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiểu Thánh, Lê Tinh công chủ thì trực tiếp phi hành. Kỳ Linh thì khống chế phi chu, bởi vì hắn có việc phải nói với Thiên Nhất Đế Quân, cho nên bên trong phi chu chính là ba người Kỳ Linh, Đại Mạc và Thiên Nhất Đế Quân. Ở bên trong phi chu, Đại Mạc đã sớm đứng ở mạn thuyền đằng xa, đứng ở đó nhìn về phía trước, mà Kỳ Linh và Thiên Nhất Đế Quân thì đứng ở một chỗ khác. Thiên Nhất đại ca, Kỳ Linh mở miệng nói, lúc trước người có được đại cơ duyên, đạt được động minh ngọc phù, chúng ta cũng đã nói qua, ta và Kiều Trần sẽ đem hết toàn lực chống cự giúp ngươi. Thế nhưng nếu như thực sự không thể chống cự được, ngươi phải lập tức giao động minh ngọc phù ra, như vậy cũng có thể tránh được một trận kiếp nạn. Đúng vậy. Trên khuôn mặt già nua của Thiên Nhất Đế Quân cũng có một tia xấu hổ. Thế nhưng trên thực tế, đến cuối cùng lúc ta và Kiều Trần gặp phải tuyệt cảnh, ngươi lại bế quan, cấm chế phòng bế dày đặc, không bị quấy rầy một chút nào. Kỳ Linh nhìn về phía Thiên Nhất Đế Quân hỏi, nói cho ta biết là vì cái gì? Tuy rằng Thiên Nhất đã trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân, thế nhưng ở trong lòng của Kỳ Linh vẫn là huynh đệ như cũ. Thứ hắn cần chính là một lời giải thích. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu rồi từ tốn nói, là ta không đúng, đều là lỗi của ta. Lúc trước chúng ta đã có ước định, ngươi và Kiều Trần giáo chủ một đường chạy trốn, ngăn cản lần lượt tập kích giúp ta, mà ta thì trốn ở bên trong động phủ của ngươi. Nói thật, nhìn thấy miếng động minh ngọc phù này, quả thực ta có khát vọng và lòng tham lam rất là mãnh liệt. Bất kỳ một đạo quân ở biên giới hợp đạo nào đối mặt với động minh ngọc phù đều không thể làm ngơ được. Kỳ Linh nghe vậy, hắn cũng thừa nhận điểm này, nếu không cũng không đến mức có nhiều đạo quân nghịch thiên chịu bỏ mạng như vậy. Ngay cả Ca Tức Vương, Tuế Mộng giáo chủ, Sửu Vương cũng là bởi vì tranh đoạt chém giết mà cuối cùng bỏ mạng ở nơi đây. Lúc ấy ta đã đưa ra một quyết định, lập tức sử dụng động minh ngọc phù. Thiên Nhất Đế Quân trầm giọng nói, lúc ấy ta nghĩ như vậy, ta sử dụng động minh ngọc phù bắt đầu thử mô phỏng một lần hợp đạo. Trong quá trình này ta chỉ mô phỏng suy diễn, cũng không phải là chính thức hợp đạo thực sự, cho nên hoàn toàn có thể bị quấy rầy, ta cũng không có thể bế tử quan. Kế hoạch lúc ấy của ta là chỉ cần dùng động minh ngọc phù là có thể lập tức thông chi cho các ngươi, như vậy có thể phát ra lời thề bổn mạng đối với bên ngoài, nói động minh ngọc phù đã bị dùng rồi. Thiên Nhất Đế Quân nói,
Ta tin rằng những đạo quân đang đuổi giết kia, sau khi xác định được động minh ngọc phù đã bị dùng, cho dù sẽ rất không cam lòng, thế nhưng cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết chúng ta nữa. Kỳ Linh gật đầu. Người nói cũng đúng. Nếu quả thật dùng xong, khi đối mặt với đám người Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân dây dưa, đám người Kỳ Linh, Cửu Trần, Đại Mạc, Thiên Nhất đều phát ra lời thề bổn mạng. Nói kỳ vật đã được phục dụng, như vậy người khác sẽ buông tha. Dù sao động minh ngọc phù cũng đã không còn. Sau khi ta quyết định, đã ở trong động phủ thời gian, bắt đầu sử dụng động minh ngọc phù. Thiên Nhất đế quân nói, đại khái gần một tháng, động minh ngọc phù cuối cùng cũng đã được dùng xong. Sao, gần một tháng ư? Sắc mặt của Kỳ Linh lập tức thay đổi. Người đã dùng động minh ngọc phù xong, vì sao lại không nói cho ta và Kiều Trần biết vậy? Khi đó, hắn và Kiều Trần còn chưa có rơi vào trong tuyệt cảnh. Nếu như khi đó công khai truyền động minh ngọc phù đã được dùng xong, như vậy cũng sẽ không có trận giết chóc đằng sau. Kế hoạch của ta là lập tức công khai. Trên mặt Thiên Nhất đế quân lộ ra vẻ hổ thẹn. Mà khi ta sử dụng động minh ngọc phù để hoàn toàn mô phỏng suy diễn hợp đạo một lần, cảm giác giống như hợp đạo chính thức vậy. Trong quá trình này, đối với cảm ngộ về thủy chi nhất đạo mà ta tìm hiểu, trong vô số năm tháng lại càng ngày càng sâu, đến cuối cùng thậm chí còn tiến vào một loại cảnh giới đốn ngộ đặc thù. Khi đó ta không muốn dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, cảnh giới đốn ngộ kia cũng sẽ bị phá đi. Thiên Nhất đế quân nói, cho nên ta lập tức cắt đứt lục thức, không bị tất cả mọi thứ ở bên ngoài quấy nhiễu, đã bắt đầu chính thức hợp đạo. Toàn bộ quá trình hợp đạo ta đều tiến vào cảnh giới đốn ngộ mà làm. Rốt cuộc ta làm một mạch tiến lên, hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng. Kỳ Linh trầm mặc. Kỳ Linh, đây là lỗi của ta. Thiên Nhất đế quân có chút thổ thẹn nói, kế hoạch của ta là tùy thời nghe hiệu lệnh của ngươi. Một khi ngươi bảo ta giao ra, ta sẽ lập tức giao ra. Thậm chí ta còn định sau khi dùng hết động minh ngọc phù sẽ lập tức công khai ra. Thế nhưng ngươi có biết cảnh giới đốn ngộ kia khó có được cỡ nào hay không? Lúc ấy ta đã cảm nhận được hy vọng một hợp đạo thành công. Lúc ấy ta cảm thấy nếu như các ngươi có thể chống đỡ một tháng thì có lẽ có thể chống đỡ được thêm một tháng nữa vậy. Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng là ta lúc ấy đỏ mắt, thấy được hy vọng hợp đạo, cho nên mới liều lĩnh đi hợp đạo. Thiên Nhất đế quân hổ thẹn nói. Kỳ Linh quay đầu nhìn ra phía ngoài, ở phía trước đám người tiểu thánh Lê Tinh cung chủ đang không ngừng mở đường. Tâm tư của Kỳ Linh lúc này rất là phức tạp, phẫn nộ ư, phẫn nộ không được. Động minh ngọc phù vốn là thứ do Thiên Nhất đại ca lấy được, hắn dùng cũng không có gì đáng trách cả. Trước đó mô phỏng hợp đạo quả thực có thể bị quấy rầy, lúc ấy Thiên Nhất còn chưa có đóng lục thức lại, chỉ cần Kỳ Linh truyền âm thì hắn sẽ tùy thời nghe lệnh. Chẳng qua là về sau tiến vào cảnh giới đốn ngộ, cảnh giới đốn ngộ khó có thể đạt được cỡ nào đây, đặc biệt là dưới tình huống hợp đạo, tiến vào cảnh giới đốn ngộ sợ rằng dù là ai cũng sẽ không nguyện ý dừng lại. Dừng lại, ai biết lần sau khi nào mới có thể tiến vào cảnh giới đốn ngộ được đây. Kỳ Linh à? Thiên Nhất nhìn Kỳ Linh. Thôi, ai cũng có một tia suy nghĩ ích kỷ ở trong đầu cả. Kỳ Linh khẽ nói, hợp đạo càng là chuyện làm cho tất cả đạo quân phải điên cuồng. Lúc người mô phỏng hợp đạo tiến vào cảnh giới đốn ngộ mà không muốn dừng lại cũng không có gì là đáng trách cả. Cuối cùng cũng là ta không có tuân thủ hứa hẹn. Thiên Nhất đế quân tràn ngập áy náy nói tiếp, đã khiến cho ngươi và Cửu Trần rơi vào trong kiếp nạn. Ngươi không nợ ta. Kỳ Linh lắc đầu. Ngươi thiếu nợ Cửu Trần, hắn bị trúng hồng tán độc dịch của Tế Mộng giáo chủ. Sao, hồng tán ư? Hai chữ này khiến cho Thiên Nhất đế quân có chút nghi hoặc. Là nọc độc đáng sợ chuyên môn dùng để đối phó với Vĩnh Hằng đế quân, khiến cho Kiều Trần sống không bằng chết đi. Thậm chí lúc ấy hắn còn thống khổ tới mức bảo ta giết hắn đi. Kỳ Linh chậm rãi nói, sao, cái gì? Thiên Nhất đế quân biến sắc, làm cho một gã đạo quân đỉnh phong thống khổ tới mức muốn để cho người khác giết hắn đi ư? Đây là nỗi thống khổ tới mức nào đây? Lúc ấy ngươi đang ở trong cảnh giới đốn ngộ, không dừng lại mà lại thừa cơ hợp đạo cũng là không sai. Kỳ Linh nhìn về phía Thiên Nhất nói, bất quá đại ca, đại ca đã thiếu nợ hắn rồi. Ta thiếu nợ hắn, ta cũng thiếu nợ cả ngươi. Thiên Nhất đế quân nói, ta sẽ không quên, ta cũng coi như nhân họa đắc phúc, đột phá ở trong tuyệt cảnh. Kỳ Linh nói, cũng không có hy sinh gì cả. Kỳ Linh nói rất nhẹ nhõm, kỳ thực hy sinh của hắn cũng không nhỏ.
Dù sao, hắn đã bị ép dùng một khỏa đạo phù cuối cùng của kiếm đạo chúa tể. Loại đạo phù như thế này, ngay cả đám người Tuế Mộng giáo chủ, Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân cũng không có. Chúa tể đạo phù công kích cuồng bạo bậc này so với loại chúa tể cấp đạo phù phòng ngự còn luyện chế khó hơn rất nhiều. Mặc dù không có kiếp nạn lần này, Kỳ Linh đã sớm đặt đến cánh cửa đột phá, không cần bao lâu hắn cũng sẽ đột phá. Dù sao, từ nhị bộ tới tam bộ vốn cũng không phải là việc gì khó cả. Tốt rồi, ta cũng biết. Kỳ Linh gật đầu. Giới Linh Bồ La sẽ không để cho đại ca ở đây, đại ca cũng nên đi thôi. Được. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu, hiện tại hắn cũng không biết nói gì thêm nữa. À đúng rồi, đại ca, ta còn chưa có chúc mừng đại ca. Kỳ Linh cười nói, chúc mừng đại ca hợp đạo thành công. Đại kiếp nạn như thế, vô số đạo quân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong một thời đại cũng rất khó có thể sinh ra được một vị đế quân cường đại. Mà thực lực của đại ca cũng đủ để chính thức tiêu dao rồi. Thiên Nhất cũng mỉm cười, kỳ thực trong lòng của hắn cũng rất hưng phấn. Chỉ là bởi vì áy náy đối với hai người Kỳ Linh, cho nên cũng không thể biểu hiện hưng phấn cho được. Ta đi đây, ta sẽ ở bên ngoài dịch ba giới chờ ngươi. Thiên Nhất Đế Quân nói. Được. Kỳ Linh gật đầu. Xoẹt. Thiên Nhất Đế Quân lập tức bay ra khỏi phi chu ra ngoài. Rất nhanh, phía trên đã hiện ra một cái thông đạo bằng quang mang. Hiển nhiên Giới Linh Bồ La đã cố gắng tạo ra một thông đạo. Thiên Nhất Đế Quân lập tức bay dọc theo quang mang kia, bay ra khỏi dịch ba giới. Đám người tiểu thánh, Lôi Tinh Cung Chủ, Kỳ Linh lên thủ mở đường. Thế nhưng trôi qua thời gian hơn phân nửa ngày thì Kỳ Linh lại nhận được tiếng truyền âm từ nô bộc của hắn. Chủ nhân, ta vừa đạt được mệnh lệnh của chúa tế. Trong động phủ mà Kỳ Linh tùy thân mang theo, dị tộc áo xanh cung kính nói, hắn là người phụ trách liên hệ giữa Kỳ Linh và Mang Nhai Quốc. Sao, chúa tể ư? Kỳ Linh hỏi. Đúng vậy, chúa tể ra lệnh cho ta truyền lời cho chủ nhân. Dị tộc áo xanh cung kính nói. Nói đi. Kỳ Linh trịnh trọng nói, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc trước đi tới dị vũ trụ ra, chúa tể chỉ xin hắn Phong Nhất, Khánh Hoàn, Hòa Tấn hỗ trợ bảo vệ cho thiên hỏa Mang Nhai thật tốt, sau đó lại ban cho hắn một khối thời không bản ra. Kể từ đó đối phương cũng không có một lần nữa truyền âm cho mình. Chúa tể nói, ở bên trong Xích Ba Điện, ngoại trừ Động Minh Ngọc Phù ra, còn có một lượng lớn trái cây chân quý. Chúa tể hy vọng chủ nhân có thể cố gắng ngắt lấy những trái cây này, càng nhiều thì càng tốt. Sau khi ngắt lấy, chúa tể nguyện ý từ trong tay chủ nhân mua sắm những trái cây này, có thể dùng hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch, cũng có thể dùng rất nhiều chân tài, thậm chí là đạo phù kỳ vật chân quý, cùng với một ít pháp bảo hiếm thấy. Tất cả đều có thể trao đổi được. Đồng tử của Kỳ Linh lập tức co rụt lại. Chúa tể nói, bất luận bảo vật gì bên trong Mang Nhai Quốc đều có cả, thậm chí cho dù là thứ mà thế lực khác có thì người cũng có thể hỗ trợ đổi tới tay. Mặc dù là vũ trụ chi bảo, chỉ cần có đủ trái cây thì chúa tể cũng sẽ nguyện ý trao đổi với chủ nhân thôi. Dị tộc áo xanh nói. Sao? Kỳ Linh tỉnh táo trở lại, đồng thời cũng rất là rung động. Chúa tể Mang Nhai Quốc vì trái cây ở bên trong Xích Ba Điện mà quả thực đã không tiếc tất cả. Đương nhiên nghe thì rất là êm tai, thế nhưng vũ trụ chi bảo là thứ không có biện pháp cưỡng ép luyện hóa được, chỉ có thể để cho vũ trụ chi bảo chủ động nhận chủ thì mới được. Như ở bên trong kiếm cung của Mang Nhai Quốc cũng có một thanh kiếm gãy là vũ trụ chi bảo, cũng không có ai có thể luyện hóa được nó. Không được vũ trụ chi bảo tán đồng, như vậy kỳ thật vũ trụ chi bảo cũng không có giá trị gì quá lớn. Chúa tể nói, trái cây ở bên trong Xích Ba Điện dùng hết toàn lực mà ngắt lấy, càng nhiều càng tốt. Dị tộc áo xanh lại bổ sung thêm một câu. Kỳ Linh trầm tư khẽ gật đầu. Ngày từ ngày trôi qua, đám người Kỳ Linh tiếp tục mở đường tiến lên. Rốt cục Kiều Trần cũng đã hoàn toàn khôi phục. Kỳ thật ngày thứ 9 sau khi Kiều Trần thừa nhận tra tấn thống khổ, cũng đã không còn thống khổ gào thét như trước nữa. Hiển nhiên dưới loại thống khổ tra tấn dày vò này, đạo tâm của hắn cũng đã lột xác. Vào ngày thứ 9 đã có thể cố nén thống khổ, làm cho bản thân không phát ra thành tiếng. Đến đây Kiều Trần huynh, trải qua một phen kiếp nạn này, hôm nay đạo tâm đã được đề thăng rất cao, tương lai hy vọng hợp đạo cũng lại lớn hơn một phần rồi. Đến đây uống nào. Lê Tinh Cung Chủ nâng chén nói. Ở bên trên phi chu, Kỳ Linh, Lê Tinh, Tiểu Thánh, Đại Mạc và Kiều Trần ngồi xuống cùng nhau uống rượu nói chuyện. Kỳ thực những ngày này mở đường tiến lên, đám người Lê Tinh, Tiểu Thánh cũng rất mệt mỏi. Dù sao càng tới gần Xích Ba Điện thì nguy hiểm phiền toái ở bên trên đường đi lại càng nhiều.
Cũng may là ba người Kỳ Linh, Lê Tinh, Tiểu Thánh đều ở bài danh ba hạng thứ đầu. Bọn họ lại liên thủ lại, nếu không tốc độ đi tới sẽ còn chậm hơn một chút nữa. Lúc này Kiều Trần cũng cười ha hả nói: quả thực là ta gặp họa đắc phúc mà, đạo tâm đã tăng lên không ít rồi. Bất quá nói thật, ngẫm lại sự thống khổ lúc trước ấy, phần kỳ ngộ này thực sự ta cũng không muốn à. Ai, đây quả thực là một lần tra tấn kinh người. Đúng rồi, Bắc Minh, Thiên Nhất kia đâu rồi? Hắn ở đâu? Ta rất là nổi giận, muốn đi tìm hắn đây. Trong mắt của Kiều Trần có một tia tiêu ý. Hắn đã hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng rồi. Tiểu Thánh thì than thở nói: Sao, trở thành vĩnh hằng rồi sao? Kiều Trần trừng mắt: Sao, hâm mộ đúng không? Lê Tinh cung chủ cũng nói, hiển nhiên hắn cũng rất là hâm mộ. Bắc Minh, sao hắn lại trở thành vĩnh hằng vậy? Có phải khi hai ta ở bên ngoài liều mạng thì hắn dùng động minh ngọc phù đúng không? Kiều Trần truy vấn. Là như thế này. Kỳ Linh đem tình huống giải thích qua một lần rõ ràng và rành mạch. Kiều Trần nghe vậy không khỏi cắn răng: Cái tên hỗn đàn này, lúc ấy hắn tiến vào cảnh giới đốn ngộ, đóng lục thức lại, đi hợp đạo ư? Thật ra cũng không sao cả, thế nhưng lại khiến cho ta ăn đau khổ rất là lớn. Tuy rằng trong lòng vẫn rất là phẫn nộ khó chịu, thế nhưng lửa giận đối với Thiên Nhất cũng không có nặng như vừa rồi nữa. Hắn thiếu nợ ngươi, đương nhiên về sau sẽ phải hoàn lại. Kỳ Linh nói. Đúng rồi, về sau thì thế nào chứ? Ta nhìn khí tức của ngươi so với quá khứ còn cường đại hơn rất nhiều, lại đi cùng Tiểu Thánh, Lê Tinh cung chủ một chỗ rồi. Ai, về sau rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Trần lại truy vấn. Người chúng chiêu, lúc ấy Bắc Minh một mình lẻ loi đối mặt với bốn gã đạo quân đỉnh phong, lúc ấy cũng đồng thời đột phá đến cảnh giới đạo quân đỉnh phong, càng là một người quét ngang bốn người, đánh cho Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân chật vật mà chạy, mà Sử Vương và Tế Mộng giáo chủ lại còn mất mạng ngay tại chỗ. Lê Tinh cung chủ ở bên cạnh cười nói. Sao, cái gì? Kiều Trần chấn động, không khỏi đánh ra một quyền vào chân lồng ngực của Kỳ Linh cười nói. Khá, khá lắm, không ngờ lại giết chết Sử Vương và Tuế Mộng. Tốt, tốt, xem như ngươi đã báo thù giải hận cho ta rồi. À, như vậy không phải bây giờ ngươi đã mạnh hơn ta rồi sao? Kiều Trần trừng mắt. Bây giờ thứ hạng bài danh của đạo quân đã có thay đổi. Tiểu Thánh huynh đứng thứ nhất, Bắc Minh hắn đứng thứ hai, ta rớt xuống thứ ba rồi. Lê Tinh cung chủ cười nói. Ba người các ngươi bài danh ba thứ hạng đầu trong các đạo quân, ta lại là người yếu nhất à? Kiều Trần sờ sờ cái cằm, lập tức liếc qua Đại Mạc ở bên cạnh. À, còn có một người so với ta còn yếu hơn. Ta am hiểu suy diễn nhất đạo, không hiểu chém giết như các ngươi. Đại Mạc đạo quân lạnh nhạt nói. Nếu như ta muốn trốn, Kiều Trần ngươi muốn tìm cũng sẽ không tìm được ta đâu. Mấy người Kỳ Linh một đường mở đường tiến lên, đảo mắt đã qua được hơn một năm, cách Xích Ba Điện cũng đã rất gần. Bên trong cương vực vô tận tại Thiên Thương Vực, Thiên Thương Cung. Bác Minh, một đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp trực tiếp quanh quẩn ở bên trong Thiên Thương Cung. Sao? Pháp thân mặc áo bào màu vàng của Kỳ Linh, còn có Thiên Nhất Đế Quân, Ngự Đấu Đạo Quân, pháp thân đều liên tiếp bay lên, không ngừng bay lên trên trời cao. Từ phía xa xa nhìn thấy một gã dị tộc lông vàng hói đầu chậm rãi bước tới. Lúc hắn di chuyển, không gian giống như nước chảy chậm rãi chảy xuôi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại nhanh tới mức dọa người. So với Quang Minh Vương, Tư Gia Đạo Quân còn có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt đã tới trước mặt của Thiên Thương Cung. Sao, vị đế quân này? Kỳ Linh mở miệng nghi hoặc. Ngồi xuống rồi nói được chứ? Dị tộc lông vàng hói đầu nói. Đương nhiên phải ngồi xuống mới nói à, vị đạo hữu này, mời. Pháp thân của Thiên Nhất Đế Quân lại cảm thấy áp lực, hiển nhiên vị dị tộc lông vàng hói đầu trước mắt này so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Rất nhanh, pháp thân của Kỳ Linh, pháp thân của Thiên Nhất Đế Quân đã tiếp đãi vị dị tộc lông vàng hói đầu này. Ta tên là Kim Tử, dị tộc lông vàng hói đầu nói. Thiên Nhất ngươi vừa rồi đã trở thành đế quân, tin rằng không bao lâu nữa đâu cũng sẽ tới đạo Minh Tiên Cung thôi. Mà Bắc Minh ngươi hôm nay cũng đã là đạo quân đỉnh phong, đợi chuyến đi dịch ba giới chấm dứt, nhất định cũng phải đi tới đạo Minh Tiên Cung một chuyến đi. Đến lúc đó hai người các ngươi sẽ biết rõ thân phận của ta. Kỳ Linh, Thiên Nhất nhìn nhau, hiểu rõ đối phương hẳn là cao tầng của đạo Minh Tiên Cung. Đạo Minh Tiên Cung chúng ta luận thực lực, luận nội tình, so với năm đại thế lực khác còn mạnh hơn rất nhiều. Dị tộc lông vàng hói đầu nhìn Kỳ Linh nói.
Bắc Minh, theo ta suy đoán, Mang Nhai Quốc chúa tể của Mang Nhai Quốc các ngươi đã liên hệ với ngươi rồi. Có lẽ hắn rất muốn những trái cây bên trong Xích Ba Điện kia. Ta cho ngươi biết, Đạo Minh Thiên Cung chúng ta cũng rất muốn những trái cây này. Sao? Các ngươi không thể tự mình đi ngắt lấy hay sao? Kỳ Linh hỏi. Xích Ba Điện chỉ có đạo quân mới có thể đi vào thôi. Dị tộc Lông Vàng hói đầu, nói một câu rồi tiếp tục nói. Kỳ thực, Xích Ba Điện là thứ mà Dịch Ba Đế Quân để lại. Theo lý thuyết nên là của Đạo Minh chúng ta. Bất quá nếu như Dịch Ba Đế Quân đã cho phép tất cả đạo quân khắp nơi đi vào, như vậy chúng ta sẽ dựa theo quy củ bình thường mà làm việc thôi. Ta tin rằng đạo quân của Đạo Minh chúng ta là nhiều nhất mà. Mà Đạo Minh Thiên Cung chúng ta cũng nguyện ý trả một cái giá thật lớn. Sao? Bất luận bảo vật gì hay sao? Bảo khố của Đạo Minh Thiên Cung ta sẽ mở cho các ngươi tùy ý chọn lựa. Chỉ cần xuất ra đủ nhiều trái cây kia là được rồi. Dị tộc Lông Vàng hói đầu nói. Mặc dù cương vực vô tận không có, nếu như ở trong dị vũ trụ khác, thế lực khác có, chỉ cần ngươi báo ra tên, mặc kệ là chân tài kỳ vật gì, thì Đạo Minh Tiên Cung chúng ta vẫn sẽ cố hết sức giúp ngươi đạt được nó. Đương nhiên ngươi cũng phải xuất ra đủ nhiều trái cây là được. Dị tộc Lông Vàng hói đầu nhìn qua Kỳ Linh rồi nói. Kỳ Linh nghe xong không khỏi rung động. Quá là kinh khủng. Ta có thể hứa hẹn cùng một loại trái cây ở Đạo Minh chúng ta đổi bảo vật so với năm đại thế lực khác còn lớn hơn nhiều. Dị tộc Lông Vàng hói đầu mỉm cười nói. Theo như ta được biết, Bắc Minh ngươi ở trên phương diện tâm kiếm thuật cũng hơi có chút thiên phú đúng không? Cuốn tâm kiếm thuật nguyên vẹn này là ta tặng cho ngươi, cũng coi như là thành ý của Đạo Minh ta. Kỳ Linh thất kinh, đối phương đưa ra một cuốn tâm kiếm thuật miễn phí thì cũng thôi đi. Tuy rằng giá trị của nó cực cao, thế nhưng đối với Đạo Minh mà nói, kỳ thực lại có chút xem nhẹ thành phẩm. Bất quá ngay cả chuyện hắn ở trên phương diện tâm kiếm thuật có chút thiên phú mà đối phương cũng biết được. Cần phải biết rằng hắn ở trong kiếm cung bằng vào tâm kiếm thuật nhận được kiếm quân vị, chỉ là ở trong Mang Nhai Quốc người biết cũng cực nhỏ. Tin tức của Đạo Minh quả thật quá đáng sợ. Đạo Minh chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi trao đổi, tất cả đều là tự nguyện. Dị tộc Lông Vàng hói đầu lại mỉm cười nói. Chuyện nên nói ta cũng đã nói rồi. Dị tộc Lông Vàng hói đầu đứng dậy rồi lại nói. Ta sẽ ở bên ngoài Dịch Ba Giới chờ Bắc Minh ngươi đi ra. Nói xong, dị tộc Lông Vàng hói đầu quay người cất bước, không gian vặn vẹo, theo đó hắn hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Kỳ Linh kiêng kỵ phần thủ đoạn không gian này tuyệt đối đã là viễn siêu bản thân hắn rồi. Hắn thầm nghĩ, vị Kim Tự Vĩnh Hằng Đế Quân này ít nhất là cùng đẳng cấp với Bát Đại Thánh Thành chi chủ rồi. Bất quá trái cây ở trong Xích Ba Điện, nếu như có cơ hội thì cố gắng kiếm nhiều một chút. Thần thông hộ thể, bí thuật chúa tể của ta, thậm chí ngay cả chân tài mà Bắc Hồng kiếm cần, chỉ sợ đều phải nhờ trái cây trong Xích Ba Điện để kiếm rồi. Kỳ Linh âm thầm tính toán. Thần thông hộ thể của ta cần phải tăng lên thêm một chút nữa. Bắc Hồng kiếm có tăng phúc rất lớn đối với tích huyết thức kia, thế nhưng chỗ thiếu hụt ở phương diện khác lại quá rõ ràng. Một kiện vũ trụ chi bảo chính thức mỗi một phương đều rất hoàn thiện. Còn có bí thuật chúa tể, chính đại bí thuật của ta đã rất yếu rồi, sự trợ giúp đối với ta càng ngày càng yếu hơn. Kỳ Linh thầm nghĩ, chín đại bí thuật đều là do Vạn Thần Đạo Quân sáng chế mà ra. Lúc Kỳ Linh còn là Nhất Bộ Đạo Quân, dưới tình huống không sử dụng bất luận trận pháp gì, chín đại bí thuật có thể ngang ngược nghiền áp, uy lực rất là mạnh. Lúc là Nhị Bộ Đạo Quân, Trung Cực Kiếm Đạo chi âm dương lại phát huy tác dụng rất lớn. Lúc không có thi triển bí thuật, chỉ cần dùng uy năng của Trung Cực Kiếm Đạo chi âm dương cũng đã có 2-3 thành uy năng của đạo. Hiện tại lại trở thành Tam Bộ Đạo Quân, chỉ cần Trung Cực Kiếm Đạo chi âm dương cũng đã có được 6-7 thành uy lực. Theo cảnh giới của Kỳ Linh càng ngày càng cao, Trung Cực Kiếm Đạo chi âm dương sẽ không ngừng được đề thăng. Thế nhưng bản thân chín đại bí thuật lại một mực không hề thay đổi, đương nhiên sẽ bị loại bỏ. Bây giờ ta là Tam Bộ Đạo Quân, chín đại bí thuật còn có sự trợ giúp, chờ ta trở thành Tứ Bộ Đạo Quân, chín đại bí thuật này sẽ hoàn toàn không có một tác dụng nào. Kỳ Linh âm thầm nghĩ, ta cần bí thuật càng mạnh hơn, thần thông hộ thể, bí thuật cấp chúa tể, Bắc Hồng kiếm, tất cả đều cần một ít chân tài. Trong lòng Kỳ Linh có chút chờ mong, có lẽ dựa vào những trái cây này ta có thể nghịch chuyển thời không phục sinh sư tỷ. Phục sinh sư tỷ, đây mới là chuyện làm cho Kỳ Linh khát vọng nhất. Bên trong Dịch Ba Giới, Kỳ Linh, Cửu Trần, Tiểu Thánh, Lê Tinh Công Chủ cùng với Đại Mạc, 5 người bọn họ liên thủ
luận thực lực mạnh kinh người, Đại Mạc Đạo Quân lại hỗ trợ chỉ dẫn cả đám tránh khỏi rất nhiều phiền toái, cho nên đám người bọn hắn là đội ngũ nhanh nhất đến trước cửa của Xích Ba Điện. Xích Ba Điện đã đến rồi. Đám người Kỳ Linh đều ngẩng đầu nhìn lại. Xích Ba Điện vô cùng cổ xưa, toàn thân là màu vàng và đen hỗn tạp, còn có thể cảm giác được nó rất là già nua. Ở trên cửa chính của Xích Ba Điện có ba văn tự kỳ dị, giống như Huyễn Trần văn tự, Thanh Hoa ấn ký vậy, đều thuộc về cùng một loại phong cách, vừa nhìn đã biết ý nghĩa của ba chữ kia là Xích Ba Điện. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào ba chữ kia, nhìn một lúc lâu, chỉ cảm thấy từng chữ đều ẩn chứa ảo diệu vô tận. Thanh Hoa ấn ký để cho ta có được thanh hoa vũ khí chi lực, Huyễn Trần văn tự kia đối với huyễn thật của ta cũng có trợ giúp, mà ba chữ Xích Ba Điện này cảm giác cũng có ảo diệu vô tận. Thế nhưng nếu muốn nghiên cứu lại cố hết sức, vô cùng khó khăn. Kỳ Linh nhìn kỹ, chữ Xích kia giống như là màu đỏ ngập trời, chữ Sóng kia càng giống như khiến cho Kỳ Linh nhìn thấy được hải dương sóng cả, vô cùng vô tận. Chữ Điện kia khiến cho Kỳ Linh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, giống như có vô số binh sĩ đang đứng ở trong đó. Đây là một loại văn tự rất là cao minh, so với bất luận một loại văn tự nào đang lưu hành trong vô tận cương vực hiện tại cũng cao minh hơn rất nhiều. Ba văn tự, mỗi một văn tự đều ẩn chứa ảo diệu về đạo cực cao. Chúng ta là người nhanh nhất đến Xích Ba Điện này. Kiều Trần cười ha hà nói, chư vị, chắc hẳn các người cũng biết trái cây ở trong Xích Ba Điện này rất là chân quý. Cổ tu hành giả nhất tộc ta cũng rất muốn có trái cây ở bên trong. Đến lúc đó mọi người có thể bán cho cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta. Tất cả đều tự nguyện, không ép buộc nhau. Người muốn trái cây trong Xích Ba Điện này quả thực rất là nhiều. Lê Tinh Cung Chủ có chút tùy ý nói, bất quá đối với đạo quân chúng ta mà nói, thứ chân quý nhất vẫn là động minh ngọc phổ kia. Đúng vậy. Kỳ Linh, Tiểu Thánh, Kiều Trần, Đại Mạc đều gật đầu. Có lẽ trái cây trong Xích Ba Điện đối với Vĩnh Hằng Đế Quân rất quan trọng. Thế nhưng đám người Kỳ Linh đều là đạo quân, đối với đạo quân mà nói, chí bảo hợp đạo động minh ngọc phù mới là thứ quan trọng. Đi vào đi thôi, chúng ta đến nhanh nhất phải mau chóng thừa cơ đạt được động minh ngọc phù. Nhanh tay là có, tay chậm thì không. Cả đám cửa lớn sau đó đều đi vào trong Xích Ba Điện. Xích Ba Điện rộng lớn vô cùng, năm người Kỳ Linh vừa mới tiến vào sắc mặt lập tức biến đổi. Ở phía trước bọn hắn đang có hai cỗ thi thể khổng lồ, một cỗ thi thể đều cao 108,000 trượng, cái chân to màu đen quay về phía đám người Kỳ Linh, ngón chân tựa như lưỡi dao sắc bén, vô cùng sắc bén. Hai cỗ thi thể này đều có làn da màu đen, không có y phục, mặt ngoài còn có bộ lông màu xanh nhạt, gương mặt xấu xí, hai con ngươi màu vàng, da trên đỉnh đầu lại giống như lân giáp tạo thành, giống như một cái mũ vậy. Bọn hắn tản ra khí tức cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ khiến cho mỗi một người trong đám Kỳ Linh đều phải run sợ. Đây là khí tức của chúa tể sao? Đám người Kỳ Linh, Kiều Trần, Lê Tinh, Tiểu Thánh, Đại Mạc nhìn nhau, sắc mặt đều đại biến. Chẳng lẽ bọn họ là hai vị chúa tể hay sao? Kiều Trần không nhịn được phải nói một câu. Khí tức mạnh như vậy, chết cũng khiến cho ta cảm thấy áp lực. Kỳ Linh cũng trịnh trọng nói, hắn là cấp độ chúa tể rồi. Tại sao trên người bọn họ ngay cả chút khải giáp cũng không có vậy? Lê Tinh cũng có chút nghi hoặc. Không phải bị lột hết rồi đấy chứ? Tiểu Thánh ở một bên cười trêu, đại năng cấp bậc này khải giáp mặc trên người cũng đều không giống bình thường đâu. Có chỗ không thích hợp rồi. Đại Mạc Đạo Quân lại cao mày nói, hai cỗ thi thể này không ngờ tướng mạo lại giống nhau như đúc vậy. Ồ đúng vậy. Lúc này mấy người Kỳ Linh mới cả kinh lên tiếng. Đúng là như vậy, một ít chủng tộc tướng mạo đều rất là giống nhau, cho nên trước đó đám người Kỳ Linh cũng không có để ý quá mức. Thế nhưng Đại Mạc Đạo Quân vừa nói xong, bọn họ mới chú ý tới. Hai cỗ thi thể này quả thực giống nhau như đúc vậy, ngay cả một ít nếp nhăn trên khuôn mặt cũng hoàn toàn giống nhau. Xoẹt xoẹt. Bỗng nhiên ở cửa ra vào Xích Ba Điện xuất hiện một ít quang mang. Quang mang hội tụ thành một gã nam tử mặc áo bào trắng, thân thể nguy nga. Giới Linh Bồ La. Đám người Kỳ Linh đều quay đầu nhìn sang. Các ngươi là nhóm người đầu tiên đi đến Xích Ba Điện này. Giới Linh Bồ La quan sát mấy người Kỳ Linh lại lập tức chỉ về phía hai cỗ thi thể này. Hai cỗ thi thể này, nói bọn họ là chúa tể cũng có thể miễn cưỡng tính toán là chúa tể được. Dù sao cũng có được thực lực miễn cưỡng so sánh được với chúa tể. Nói bọn hắn không phải, quả thực cũng không thể hoàn toàn xem như chúa tể được. Bởi vì bọn họ là khán thủ giá cường đại nhất mà Tây Tư
tộc ta hao phí một cái giá cực lớn để chế tạo ra. Bọn họ chuyên môn phụ trách trông coi trọng địa, mà Xích Ba Điện chính là trọng địa tuyệt đối, cho nên mới có hai khán thủ giá ở chỗ này. Về sau hai người bọn họ bị người ta giết đi, Xích Ba Điện này bị đoạt đi, trải qua một ít trắc trở, cuối cùng cũng rơi xuống trong tay chủ nhân của ta. Đám người Kỳ Linh, Kiều Trần âm thầm khiếp sợ. Tây Tư tộc chế tạo ra khán thủ giả cường đại nhất ư? Chiến lực cấp độ chúa tể mà cũng bị chế tạo ra được hay sao? Chuyện này khiến cho Kỳ Linh và Kiều Trần không tự chủ được nhớ tới một cỗ thi thể mà bọn hắn nhìn thấy ở trong một tòa động quật ở Ngô Tinh Hải. Bên trong cỗ thi thể kia có vô số thông đạo nham thạch, thậm chí còn có từng khỏa tinh thần cường đại. Thậm chí vì giết chết nó, bên Vô Tận Cương Vực cũng đã có hai vị chúa tể bị mất mạng. Đây là thu hoạch lớn nhất của chủ nhân ta ở bên ngoài, cũng là thứ trải qua vô số gian nguy mới có được. Giới Linh Bồ La rất tự hào nói. Tất cả các thế lực lớn trong Vô Tận Cương Vực liên thủ cũng không chiếm được tòa Xích Ba Điện này. Được, các ngươi nhìn về phía trước đi. Giới Linh Bồ La chỉ về phía trước. Xoẹt xoẹt. Điện thính vốn tĩnh mịch, không nhìn được tận cùng. Xích Ba Điện này rất là lớn, ở bên trong chứa rất nhiều khu vực. Giờ phút này lại có ba quang mang màu xanh hiện ra. Ba lối đi này phân biệt đi tới ba khu vực trong Xích Ba Điện. Ba khu vực này mỗi một chỗ đều có một phần động minh ngọc phù. Giới Linh Bồ La nói. Mấy người các ngươi là người trước tiên chạy tới đây, cũng coi như chiếm được tiên cơ. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, muốn đạt được động minh ngọc phù cũng không phải là có thể dễ dàng đạt được như vậy. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ mất mạng ngay, cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Về phần nơi khác trong Xích Ba Điện thì các ngươi cũng có thể xông vào, như vậy có lẽ cũng sẽ có cơ hội lấy được trái cây ở trong Xích Ba Điện. Giới Linh Bồ La lạnh nhạt nói. Độ khó khi muốn lấy được trái cây trong Xích Ba Điện cũng không kém hơn động minh ngọc phù đâu. Đi đi. Đám người Kỳ Linh lại không chút do dự, tất cả đều đi về phía ba lối đi này. Động minh ngọc phù mới là thứ hấp dẫn bọn hắn nhất. Chư vị, chúng ta cáo biệt ở đây, nếu không động minh ngọc phù cũng khó mà phân ra được. Tiểu Thánh nói. Ta chọn con đường này. Hắn trực tiếp chọn con đường ở phía chính giữa, tất cả đều phải xem thủ đoạn của bản thân mình. Lê Tinh Cung Chủ thì lại chọn một thông đạo ở bên trái. Kiều Trần, chúng ta đi sang bên phải. Kỳ Linh nói. Kiều Trần lại do dự một chút, sau đó mới nói. Bác Minh, một cái thông đạo chỉ có một miếng động phù thôi, ta và ngươi chia thế nào đây? Cho dù là hảo huynh đệ thì cũng phải nói rõ ràng trước vậy, nếu không sẽ làm tổn thương tới tình cảm của song phương. Trước đó nếu như không phải có ngươi, như vậy phần động minh ngọc phù kia căn bản chúng ta sẽ không bảo vệ được. Như vậy Thiên Nhất đại ca cũng sẽ không trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân được. Kỳ Linh nói. Cho nên miếng động minh ngọc phù này sẽ thuộc về ngươi. Đương nhiên nếu như đạt được miếng động minh ngọc phù thứ hai thì nó sẽ thuộc về ta. Kiều Trần nhíu mày. Bác Minh, động minh ngọc phù còn lại cũng chỉ tổng cộng có 3 miếng, muốn đạt được 2 miếng trong đó, đây là cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dù sao Tiểu Thánh, Lê Tinh Công Chủ đã tiến về 2 thông đạo trước đó rồi, đằng sau lại còn có càng nhiều đạo quân đỉnh phong hơn đang chạy đến. Có thể có được một miếng động minh ngọc phù đã tính là vận khí lớn rất lớn rồi, 2 miếng ngư khả năng là quá thấp. Bác Minh, tương lai người muốn hợp đạo cũng cần động minh ngọc phù mà. Kiều Trần nói. Ta thấy vẫn nên nhìn thực lực của bản thân. Ai nhanh hơn sẽ thuộc về kẻ đó đi. Được rồi Kiều Trần, nếu như ngươi coi ta là huynh đệ thì cũng không nên khiêm tốn. Kỳ Linh trịnh trọng nói. Kiều Trần nhìn về phía Kỳ Linh, hắn nở nụ cười. Được. Giờ khắc này trong lòng Kiều Trần thực sự rất là cảm động. Dù sao chuyện hợp đạo đối với bất kỳ một đạo quân nào mà nói tuyệt đối đều là đại kiếp nạn. Đương nhiên hắn phải ghi nhớ phần nhân tình này vào tận sâu trong đáy lòng. Kỳ Linh cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hắn cũng đã thuyết phục được đối phương. Từ khi bắt đầu tiến vào dịch ma giới, Kiều Trần luôn là chủ lực trong đám người bọn hắn. Trước đó chiến một trận với Trần Vũ Ma Quân, thậm chí lúc Thiên Nhất đạt được động minh ngọc phù rồi chạy thục mạng thì cũng là Kiều Trần dốc sức ngăn cản. Công lao lớn như thế, bây giờ thực lực của Kỳ Linh đột phá, lại một mình chiếm lấy động minh ngọc phù hay sao? Kỳ Linh không làm được, hành động này vi phạm đạo tâm của hắn. Hơn nữa, ở bên trong các đạo quân đỉnh phong, đối với động minh ngọc phù này, Kỳ Linh là người có khao khát thấp nhất. Bởi vì động minh ngọc phù cũng không phải là vạn năng. Đối với đạo quân nghịch thiên đẳng cấp thứ hai mà nói,
động minh ngọc phù có thể mô phỏng suy diễn ra một lần hợp đạo nguyên vẹn. Thế nhưng đối với đạo quân đỉnh phong mà nói, chỉ vẹn vẹn có thể suy diễn ra một bộ phận mà thôi. Về phần hắn thì sao đây? Bây giờ hắn cũng chỉ là tam bộ đạo quân mà thôi. Tương lai trở thành tứ bộ đạo quân, trung cực kiếm đạo sẽ càng thêm nghịch thiên. Đến lúc đó chỉ sợ thực lực của hắn cũng là đẳng cấp bát đại thánh thần chi chủ. Một khi hợp đạo thành công sẽ hoàn toàn bao trùm ở phía trên toàn bộ các chúa tể. Động minh ngọc phù, ngay cả đạo quân đỉnh phong bình thường hợp đạo cũng không thể suy diễn một cách nguyên vẹn. Như vậy tương lai hắn hợp đạo thế nào đây? Chỉ sợ ngay cả 1/10 cũng không suy diễn ra được. Bất quá ở trong đám đạo quân này, tuy rằng hắn khát khao ít nhất, thế nhưng cũng rất là khát khao. Bởi vì mặc dù chỉ vẹn vẹn có thể suy diễn ra một bộ phận rất nhỏ, thế nhưng tốt xấu gì cũng là thứ có thể tiết kiệm được một ít thời gian hợp đạo. Mà một bộ phận thời gian này rất có thể sẽ quyết định thành bại của việc hợp đạo. Trước tiên đoạt động minh ngọc phù, về phần trái cây trong xích ba điển, trà rõ hư thực rồi lại nói sau. Kiều Linh nói. Được. Kiều Trần gật đầu, coi như là tất cả trái cây lấy được đều đưa cho Kỳ Linh. Như vậy giờ phút này Kiều Trần sẽ không để trong bụng. Xoẹt xoẹt. Hai người bọn họ nhanh chóng bay vào trong thông đạo màu xanh kia. Ông phi hành ở trong thông đạo quang mang màu xanh cũng có cảm giác giống như đang phi hành ở trong thông đạo không gian vậy. Bay ra khỏi thông đạo, trước mắt xuất hiện một tòa thế giới khổng lồ. Thế giới khổng lồ này có một cái hành lang không gian. Hai bên hành lang không gian có vô số giáp sĩ rậm rạp chằng chịt đang đứng ở đó. Mà ở phía cuối hành lang không gian đang lơ lửng này chính là một cái vương tọa cổ xưa. Trên không trung thì có một quang cầu màu vàng. Sao? Cái gì? Kỳ Linh và Kiều Trần liếc mắt nhìn nhau. Là hành lang không gian ư? Kỳ Linh kinh ngạc nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 220 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.